kem chuyển trắng Sindotot được biết đến là dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội, nhưng không phải ai cũng biết được nó hiệu quả đến mức nào và công dụng tuyệt vời khi sử dụng sản phẩm này là như thế nào. Chính vì vậy, trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp bên mình sẽ nói về những công dụng tuyệt vời và bảng thành phần vô cùng an toàn của dòng sản phẩm kem chuyển trắng Sindotot đang nổi đình nổi đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Nhắc đến kem chuyển trắng Sindotop, chúng ta phải kể đến nhiều công dụng nổi bật của em này, khiến chị em mê mẩn khi sử dụng em nó với chiết xuất thành phần từ các thảo dược thiên nhiên quý hiếm, em kem chuyển trắng sinh đô có công dụng làm trắng da và hỗ trợ làm xe khít lỗ chân lông, mang lại cho làn da sự căng bóng, mịn màng và hồng hào hơn. Ngoài ra, kem còn giúp tái tạo và tăng sinh collagen, giúp làm trẻ hóa da, giảm tối đa sự xuất hiện của nếp nhăn và cải thiện các vấn đề liên quan đến tuổi tác và tác động của môi trường lên da. Không những thế, kem dưỡng sinh đô white được chiết xuất từ các thành phần thảo dược tự nhiên, không chứa chất hóa học gây hại cho da. Với chất kem lỏng và mịn, kem thẩm thấu sâu vào da mà không gây bết dính hay tắc nghẽn lỗ chân lông. Hơn nữa, sản phẩm này còn giúp lên tôn da ngay sau khi bôi, thay thế cho bước kem nền hàng ngày, phù hợp cho những người không thích trang điểm. Bên trên là những công dụng nổi bật của sản phẩm kem dưỡng skinotot mà chị em cần phải tìm hiểu kỹ để lựa chọn sản phẩm tốt nhất phù hợp cho tình trạng da của mình nhé. Kem chuyển trắng Sindotot white cream hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop giúp bạn trẻ đẹp của mình cũng có bán kem Cindy tốt hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.